Chiều hôm qua, quận Ninh Kiều đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024 với các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều cùng dự. Tại đây các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh niên do Bác Hồ sáng lập ra số báo đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Và suốt 99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, là tiếng nói của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí cũng là một vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Lãnh đạo quận cũng thông tin nhanh những kết quả mà quận Ninh Kiều đạt được trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo và các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam và mong báo chí tiếp tục đồng hành cùng với quận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những